Khi nhắc tới dòng xe Hyper Underborn ở thời điểm hiện tại thì không mẫu xe nào có thể vượt qua được hai mẫu xe các bạn đang theo dõi trên màn hình ở đây. Và đã từ rất lâu rồi, Sonic và Sachia luôn là hai mẫu xe nhập khẩu khó để lựa chọn nhất. Và video ngày hôm nay mình sẽ quay cận cảnh giới thiệu so sánh đôi chút và gửi tới các bạn giá bán cụ thể tại xe máy Đại Nam. Sau đây các bạn cùng theo dõi trên màn hình. Top 5 xin gửi chào đến tất cả các bạn click vào video của mình. Ngày hôm nay, Top 5 tiếp tục có mặt tại xe máy Đại Nam với địa chỉ cụ thể ở Tân Định, Bến Cát, Bình Dương, cách cổng chính khu du lịch Đại Nam vào khoảng tầm 200m các bạn nha. Và trước mắt các bạn đây đang là hai mẫu xe thuộc dòng xe Hyper Underborn, những mẫu xe rất hot ở thời điểm hiện tại, được rất nhiều các bạn trẻ quan tâm. Phía bên tay trái màn hình phiên bản màu trắng đen là chiếc xe Honda Slick. Còn phía bên đây, phiên bản màu cam đen rất đẹp trên mẫu xe Suzuki Sachia F150. Cả hai mẫu xe đều là những mẫu xe nhập khẩu, rất khó để lựa chọn ở thời điểm hiện tại. Mình sẽ giới thiệu qua một chút, so sánh một số những cái nét chính. Cùng với đó sẽ báo giá cụ thể vào cuối tháng 11 và đầu tháng 12 này để các bạn có thể tham khảo. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình là mẫu xe Suzuki Sachia F150. Phiên bản nhập khẩu này các bạn sẽ thấy theo dõi ở phần đầu xe, nó sẽ có cái phần bát gắn biển số phía trước, cùng với màu sắc cực kỳ sặc sỡ đẹp, tập trung chủ yếu ở phần màu sắc các bạn nha. Tem xe cách điệu bắt mắt hơn và giữ nguyên các cái thông số giống như những đời trước mà thôi. Yên xe hiện nay của xe với chiều cao yên là 765mm, tư thế ngồi vận hành khá là rộng, thoáng giúp cho người lái dễ dàng quan sát. Hệ thống phía sau của đèn ấy, các bạn có thể theo dõi trên màn hình, cũng rất là gọn gàng luôn các bạn nha. Với đèn xi nhan tích hợp chung với phần đèn hậu. Hiện nay trên chính hãng ở Việt Nam chúng ta có mẫu xe Suzuki Rider R150 thì những cái vị trí như đèn xi nhan cả trước và sau đều tách rời, và kể cả mẫu xe Sachia này được bán chính hãng tại Việt Nam chúng ta cũng phải lắp rời như vậy. Rè chắn bùn cũng rất là nhỏ gọn, phong cách và đẹp. Các bạn có thể theo dõi cận cảnh chi tiết trên màn hình. Cả hai mẫu xe ở đây đã được xe máy Đại Nam độ lên cho nó một số những cái vị trí như là phần ba ga để đồ này, cũng như một số cái chống đổ để tạo ra cái sự mới mẻ hơn, phong cách hơn và thể thao hơn cho mẫu xe. Quá đẹp không các bạn? Chắc chắn các bạn sẽ rất quan tâm phiên bản này. Hiện tại phiên bản này có giá bán vào khoảng tầm là 55 đến 57 triệu cho phiên bản màu sắc sơn zin và màu sắc sơn độ các bạn nha. Các bạn có thể lưu ý cho mình như vậy. Giá bán mình báo đấy các bạn là đã bao gồm thuế VAT và chưa bao gồm đăng ký, rất cụ thể luôn. Một số nơi có rẻ hơn một chút nhưng chắc chắn với các bạn, giá bán đó chưa bao gồm thuế, 10% thuế đâu. Còn đây là một phiên bản Solix, một phiên bản màu trắng đen. Màu sắc này mình nghĩ cũng rất là đẹp, đơn giản thôi nhưng toát lên một vẻ thể thao, phong cách cho mẫu xe Honda Slick này. Về ngoại hình ấy thì nhiều bạn đánh giá phần đầu xe của mẫu xe Honda Slick có gì đó gọn gàng hơn, nhìn như những cái chú siêu nhân luôn các bạn nhé. Khi nhìn ở phần đầu xe, kể cả mọi cái phần thiết kế trên xe có gì đó là gọn gàng hơn, tạo tư thế lái thoải mái hơn so với mẫu xe Suzuki Sachia F150. Các bạn có thể nhìn ở góc độ này cả hai mẫu xe này để đưa ra lựa chọn cho mình. Cực kỳ đẹp, cực kỳ cuốn hút và rất đáng để quan tâm. Đều được trang bị những cái thứ mà gọi là điển hình nhất cho một mẫu xe Hyper Underborn. Hệ thống đèn thì cơ bản đều là đèn LED hết các bạn nhé. Đèn pha và đèn hậu. Cặp mâm của xe này cũng được bố trí rất to bản cả trước và sau. Các bạn có thể nhìn trên màn hình ở đây. Cục máy của mẫu xe Solix hiện tại thì có thấp hơn một chút so với cục máy của Sachia. Nếu đo về tốc độ thì Sachia nó sẽ nhỉnh hơn Solix rất nhiều. Nhưng về khả năng thiết kế thì mình theo như mình nhận thấy qua trải nghiệm thì mình thấy rằng mẫu xe Solix nó sẽ điều khiển vận hành thoải mái hơn đôi chút so với mẫu xe Sachia. Và kể cả những kiểu dáng thiết kế nhìn nó cũng sẽ là đẹp hơn một chút, cân đối hơn so với mẫu xe Sachia các bạn nhé. Các bạn có thể nhìn phiên bản màu trắng đen này với những logo 150, rồi logo Akavovic này, Solix này, vân vân này. Hiện nay còn rất nhiều những phiên bản sơn độ nữa, tí mình sẽ quay thêm gửi tới các bạn. Sơn zin cũng có, sơn độ cũng có để các bạn có thể tham khảo thêm. Về cơ bản cả hai mẫu xe ở đây đều chưa được trang bị hệ thống phanh chống bó cứng ABS. Nhưng mọi nội dung trên xe gần như là tương đồng, từ kích thước lốp, mâm xe đến những cái hệ thống trang thiết bị, ví dụ như là chìa khóa vẫn là chìa khóa thường, chưa được trang bị chìa khóa thông minh. Một số đại lý hiện nay ở miền Nam ấy có trang bị và muốn lắp thêm cho các bạn. Với những bạn nào yêu thích hoàn toàn có thể lắp thêm hệ thống chìa khóa thông minh.
Mặt đồng hồ thì Full LCD hoàn toàn các bạn nhé, cả hai mẫu xe. Mình cũng đã có khá nhiều những video quay khác nhau để gửi đến các bạn cùng tham khảo rồi. Hiện tại với mẫu xe Solix giá bán rẻ hơn đôi chút vào khoảng tầm 54 đến 55 triệu trong thời điểm này. Các bạn có thể lưu ý cho mình 54 đến 55 triệu trong thời điểm này, rẻ hơn từ 1 đến 2 triệu so với Sachia. Đổi lại thì khối động cơ của Solix có giảm đôi chút so với Sachia. Sachia thì lên tới đâu đó vào khoảng tầm 19 mã lực. Còn Solix chỉ vào khoảng tầm 15,4 đến 16 mã lực mà thôi các bạn nhé. Các bạn có thể xung quanh một vòng để có thể lựa chọn cho mình, đưa ra cái nhận xét cho mình. Mình thì mình bản thân top 5 ấy, top 5 vẫn thích cái kiểu dáng thiết kế của Solix hơn. Đấy là ý kiến chủ quan của cá nhân mình mà thôi. Còn với những bạn nào yêu thích tốc độ, muốn trải nghiệm bứt phá thì mình nghĩ Sachia đáng để lựa chọn hơn cả. Vì hiện tại Sachia có cái khối lượng xe nhẹ hơn đôi chút so với mẫu xe Solix, 109 trên Sachia và 114 trên Solix, các bạn có thể tham khảo thêm như vậy. Với những bạn nào vóc dáng vào khoảng tầm 1m6 đến dưới 1m7, các bạn điều khiển mẫu xe này cực kỳ cân đối và đẹp luôn. Đấy là nhận xét của top 5 là như vậy. Các bạn có thể lưu ý cho mình các bạn nha. Về cơ bản thì là mẫu xe Hyper Underborn nên ngoại hình của nó ấy khá là giống nhau. Thon gọn, khí động học, bứt phá. Dù là Solix có nhẹ hơn một chút nhưng ấy, tốc độ lại cực kỳ ok. Sau đây thì mình sẽ quay thêm gửi tới các bạn một số những cái màu sắc sơn độ khác nữa này. Các bạn có thể theo dõi trên màn hình. Solix cam đen cũng có các bạn nha. Rồi màu tím này, màu hồng này, màu xi măng này, màu xanh dương đậm, màu xanh lá cây. Có đầy đủ để các bạn lựa chọn. 54 đến 55 triệu mà thôi cho mẫu xe Honda Solix. Từ phiên bản sơn zin đến phiên bản sơn độ. Còn mẫu xe Suzuki Sachia F150 sơn zin cũng có ở đây. Sơn độ cũng có. Phía bên ngoài cùng kia một phiên bản chính hãng có hai cái đèn xi nhan tách rời sang hai bên, các bạn có thể theo dõi rất kỹ rồi. Giá bán vào khoảng tầm từ 55 đến 57 triệu. Với những bạn nào quan tâm, liên hệ trực tiếp theo số điện thoại của bạn Linh, mình sẽ gắn ở phần mô tả của video này, hoặc có thể xông qua số điện thoại của anh Lâm các bạn nha, là chủ quản lý của đại lý luôn. 0905 98 1919 sẽ được anh tư vấn cụ thể gửi đến các bạn. Một anh nhân viên, một anh quản lý cũng rất là nhiệt huyết, tư vấn rất là nhiệt tình luôn để các bạn có thể có cho mình những mẫu xe ưng ý nhất, phù hợp nhất. Hiện nay xe máy Đại Nam là một nơi chứa đựng đầy đủ những mẫu xe nhập khẩu khác nhau. Sau đây thì mình còn rất nhiều những video quay nè, GTR vẫn còn nè, Suzuki Banzit nè, đến các mẫu xe chính hãng như R15V3, rồi CBR150R vân vân, đầy đủ luôn các bạn nhé, để các bạn có thể tham khảo, kể cả những mẫu xe chính hãng như Winner X, rồi Exciter 155 hay thậm chí cả mới King cũng có. Sau này sẽ có rất nhiều video so sánh cụ thể, báo giá cụ thể gửi đến các bạn trong thời điểm gần Tết này. Các bạn đã theo dõi video này của mình. Nếu hay các bạn nhớ like này, chia sẻ, đăng ký nhiều hơn nữa để ủng hộ Tốt Năm nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.